Đâu? Ra lấy đi. Nói siêu mày thôi, chứ còn chị Hương chị biết. Anh em đến với ai các chị Hương mà biết mà. Nhưng mà chẳng nhẽ em hỏi anh em hỏi chị Hương ơi. Em bảo thế nhiều cái. Khó lắm đấy. Thôi em bảo anh nha. Anh. Mà hỏi đi người chị nha. Anh là anh còn yêu chị không mấy năm trước không? Yêu chị khác. Hỏi người trước mày. Mày ơi bà. Chả gì lên trà. Không mày ơi bà. Có chuyện thế con đi cũng nhắm nó đi tưởng. Đi mày hái vậy. Cương anh đừng nói đến. Cương bây giờ lại đổ ra là chơi với em như thế. Chắc chưa? Chưa. Đi ra bê thùng bia vào đi. Bia đi. Khi đi còn thùng bia mà. Bia đi. Tao hết bia rồi. Dạ. Hết bia rồi. Cầm đi để nó phát về số tài khoản. Để nhắn tin cho. Tiền đây mang ra đấy. Tiền mang đây. Ý là tiền thừa nó không cần. Nó không cầm đây. Để nhắn tin cho. Khoản này khoản này khoản đó ấy. Mày mà này. Đọc cho nó số tài khoản đi. Để nó trả lại. 1-0-0-0-0 LCB từ từ đó. Thế bao tiền lương bao nhiêu khoản được? 527.800. 800 á? Ừ, nhưng mà tôi cho em 50.000 nữa. 0 0 0 3 0 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